Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Máy chế 24 giờ. Thì tiếp tục hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu với anh em những cái dòng sản phẩm kìm bấm ke, tiếp tục những cái series video lần trước. Thì là hôm nay em sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu đến anh em một dòng kìm bấm ke là ke chuyên cho cờ đi sinh pha anh em nhé. Cái dòng cờ đi sinh pha ấy, thì loại nhôm nhập khẩu thì anh em phải dùng cái loại ke mỹ kiểu hai hạt. Thì để đặc chủng chuyên sử dụng cho cái loại ke mỹ kiểu hai hạt thì anh em phải dùng con kìm cộng lực. Như anh em có thể thấy trên màn hình này, con kìm này ấy, thì là kích thước nó sẽ dài, nó dài trên 50. Cái bản kìm là bản kìm cộng lực, nó không đột trực tiếp trên cái tay kìm này để anh em dễ dàng sử dụng cũng như là anh em bấm nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy, như anh em có thể thấy này, con kìm này rất là to. Đấy, rất là to, đầm chắc chắn để anh em có thể là bấm được cái hệ sinh pha ke vĩnh kiểu hai hạt. Như anh nhìn thấy này, cái dòng kìm này ấy, thì bên sở sẽ bảo hành cho mình trong vòng vấn đề là 5 tháng. Nó nô nhôm này, móc nhôm này, bao vía này. Đấy. Thì xưởng sẽ đều bảo hành cho anh em. Tất cả chi tiết kìm thì đều có đồ thay thế, nếu anh có nhu cầu thì em trực tiếp bên xưởng sản xuất. Thì anh em nào mà muốn thay thế phụ kiện ví dụ như dao hoặc là linh kiện thì anh em cứ alo đến số hôm nay ở bên dưới màn hình, em sẽ có đồ để mà gửi hỗ trợ anh em về vấn đề sửa chữa thay thế. Vừa nãy là con kìm bấm cờ đi, thì tiếp theo nó sẽ có con kìm bấm cửa sổ. Vừa nãy là dòng kìm bấm hai hạt, thì con cửa sổ thì chỉ dùng một hạt thôi, như anh có thể nhìn thấy trên mình. Cái dòng này là kìm bấm ke vĩnh cửu một hạt cho cửa đi này, cửa sổ này, cửa sổ mở này, khung bao cửa sổ mở này, khung bao cửa lùa này, cánh cửa lùa này, khung bao vách kính. Thì anh em dùng chung một con này thì combo của nó sẽ có hai cái kìm. Đấy, combo của nó sẽ có hai cái kìm. Hai cái kìm này nó sẽ làm cho anh em đấy là hệ sinh pha nhập khẩu từ Đỏ Hồng Đông. Anh em chỉ cần một con kìm này, lắp cái u này vào thì anh em làm khung bao vách kính. Có cái u nhỏ hơn thì anh em sẽ làm là khung bao cửa sổ. Khung bao cửa sổ vì là khung bao vách kính của nó đang dùng ke là 1453, còn khung bao cửa sổ nó dùng ke là 1443, thì anh em dùng cái loại u này. Đấy, hai con u kết hợp với một con kìm nó sẽ làm cho anh em năm chức năng của hệ cửa sổ, cửa lùa với khung bao vách kính. Tiếp theo nữa thì là nó có con kìm bấm thoát nước. Thì trên thị trường ấy có rất là nhiều loại kìm. Loại kìm bấm thoát nước là bấm ngang, có loại kìm bấm thoát bấm dọc. Như con này bên em xưởng sản xuất đến là con kìm bấm dọc. Khi mà anh em bấm ý, thì nó sẽ thuận tiện trong quá trình mình ghép lên cửa rồi mình bấm rất là tiện, ok. Đấy, còn con kìm bấm ngang ấy thì là nó hơi khó một chút là khi mình bấm mình ghép lên tường rồi ý, rất là khó bấm. Và thứ hai là anh em bấm những cái con cánh khung bao cửa sổ nhỏ ấy, thì em không bấm được. Đấy, rất là con kìm bấm dọc rất là thuận tiện nhé. Tiếp theo đấy sẽ là con những cái dòng phụ kiện đi kèm, ví dụ như một con kìm chữ C. Như anh em có thể thấy trên màn hình này, con kìm chữ C này được mại inox này màu bạc. Đấy, thì anh em sẽ chống được han gì. Thứ hai là mình kẹp nhôm ấy, mình dùng rất là bền. Con này thì toàn bộ là cơ hết, không sử dụng chi tiết gì là dễ hỏng hóc cả. Thì anh em đầu tư ấy thì dùng rất là được lâu dài nhé. Chuyên để kẹp góc, kẹp chết, hoặc là có thể là kẹp giữ góc để mình xiết ke vĩnh cửu hoặc xiết ke nhảy thì nó sẽ cân góc. Dòng búa cao su này thì em có hai loại, loại to loại nhỏ. Có hai đầu mà cao su anh em có thể là thao tháo nắp này. Đấy, ví dụ anh em muốn nắp cái đầu nào vào thì anh em nắp vào. Đấy, anh em nắp vào rất thuận tiện khi anh em mình gõ nhôm. Những cái dòng này anh em gõ nhôm để mà căn chỉnh ấy thì nó sẽ không bị xước nhôm nhé. Đấy, nó đặc biệt hơn là những cái dòng búa thường. Có hai đầu có thể xoáy ra xoáy vào. Cái dòng thước mít ke, thước mít keo. Cái dòng này anh em chuyên sử dụng cho mít những cái góc 45, góc 90. Đấy. Vút hết keo đi hoặc là anh em chắc keo thì nó sẽ đẹp hơn là mình viết bằng tay. Con lục T, cái dòng này lục chuyên dùng ke vĩnh cửu nhé. Lục này thì đã được tôi rồi nên là nó sẽ chống tẩy đầu cho anh em rất là bền bỉ, khi anh em ấy là anh em không bị tè cái đầu này ra đâu. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái sản phẩm mà xưởng cũng như là đang cung cấp ra thị trường. Thì anh em nào mà có nhu cầu nhé, liên hệ trực tiếp đến số hotline bên dưới màn hình, số điện thoại 0972628997. Trực tiếp em sẽ như là nhân viên sẽ hỗ trợ cho anh em về vấn đề giá cả, phụ kiện, linh kiện để anh em đầu tư. Thì cảm ơn anh em đã xem video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Em sẽ làm tiếp tục những video sau.